trời ơi, lại muộn rồi, sao mà đen đang ăn? Má, đen tinh rồi, ai lại đẩy ghế vào đây? Ê, rồi đến rồi đây, xin lỗi mọi người nhá. Ôi mèo ơi, cho tao quay nốt một shot nữa thôi, một shot nữa thôi, hôm nay tao đến muộn. Thông cảm cho bạn nốt đi. Hôm nay mọi người là trà sữa, mọi người không rủ em, bình thường em toàn rủ mọi người mà. Đâu, vẫn đủ mà, đây 3 cốc mua tặng 1 đây cho em đây. Ôi, sao lại thế? Tại vì con Thảo đạp thế, không ai uống được đây cho em. Sao thật á? Ừ, uống đi. Chà đào thế. Dậy đi ông cháu ơi. Cái gì thế ạ? À? Cuộc sống màu hồng của em á. Cuộc sống của mày không có gì màu hồng đâu, chỉ có xe điện màu hồng ngoài cửa kia kìa. Ra dọn. Mày đến công ty hay mày đến ngủ hả? Thế bây giờ mày là sếp tao hay là tao là sếp mày đây? Không nói nữa, đi dọn đi. Vâng, em cướp xe đi ạ. Xe không dắt được nữa.